Tôi tên là Chu Khởi Dương. Ba chữ này chính là tên tôi. Dưới cái tên bình thường này, tôi sống một cuộc đời bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn được nữa. Tuy tôi không thực sự thích cuộc sống này, nhưng biết làm thế nào được. Tôi như một hạt cát trong sa mạc, không gây chú ý tới ai, cũng chẳng được ai coi trọng. Thậm chí, lần đầu tiên đọc sách về tôn giáo, tôi còn cho rằng mình là người bị Chúa quên lãng. Đã gần một tuần kể từ khi trang cuối cùng của Thiên Hồn khép lại, trong đầu mình vẫn văng vẳng câu chuyện ấy, tưởng như một giấc mộng chưa từng thoát ra. Mỗi khi gặp ác mộng, trong vô thức, mình sẽ tìm cách để thức tỉnh bản thân và cầu cho mọi chuyện chỉ như một giấc mơ. Ấy là cách mình trốn tránh thực tại khi gặp phải những vấn đề ngoài ý muốn. Và không chỉ có riêng mình, 10 trên 10 con người, hoặc có thể hơn, xuất hiện trong Thiên Hồn cũng đều như thế. Có điều, giấc mơ của họ tàn khốc và dữ dội hơn. Hơn cả, cơn ác mộng của họ có thật, và nó chính là thực tại. Thiên Hồn không đơn giản là một cuốn tiểu thuyết, nó là một giấc mộng có thể khiến độc giả quay cuồng và ám ảnh. Thiên Hồn là cuốn sách được viết ra bởi tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng cũng từng gây bão cộng đồng đọc sách Việt Nam, Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải và Sổ Tay Nhà Thôi Miên. Cuốn sách được kể dưới lời của một con người bình thường với một cái tên bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Cuộc sống của anh như mặt tiền phẳng lặng không chút gợn sóng, và những tưởng nhịp điệu đều đặn ấy cứ kéo dài mãi, cho tới một ngày, anh nhận được một cú điện thoại chập chờn từ cô bạn gái gọi anh tới tiếp tế cô trên một hòn đảo còn chẳng có tên trên bản đồ. Từ đây, anh vô tình rơi vào một cuộc tàn sát để tìm ra một cuốn sách mang tên Sách Khải Huyền Hắc Ám với khả năng giúp chủ nhân của nó nắm giữ vận mệnh của chính mình. Tôi tên là Chu Khởi Dương. Tôi chỉ định đến đón bạn gái về nhà. Vậy mà suýt chút nữa vất lạc trên đảo hoang còn chẳng có tên trên bản đồ. Mưa xối xả tóc vào mặt tôi, làm mờ tầm nhìn. Trăng thương huyền nhưng chẳng thấy vầng sáng, dù cách tôi rất gần. Đột nhiên, một tia chớp xé toạc màn đêm. Tôi nhìn thấy vô số xác sống lang thang bên cạnh mình. Tôi liều mạng trốn, tôi tuyệt vọng chạy. Chỉ vì một câu nói có thể nắm giữ vận mệnh của mình mà quyết định mạo hiểm. Rốt cuộc, tôi bị điên hay thế giới này vốn chẳng bình thường? Lần đầu tiên nghe tới Thiên Hồn, các bạn sẽ nghĩ tới gì? Theo tiếng Hán thì Thiên là trời, là Chúa. Hồn ám chỉ linh hồn, sinh mệnh, phần vô hình tồn tại bên trong và điều khiển thứ vật chất hữu hình mang tên thể xác. Nói một cách nôm na thì Thiên Hồn sẽ là linh hồn do Chúa Trời ban tặng. Quả vậy, người ta vẫn thường bảo con người sinh ra nhưng Chúa Trời mới là người quyết định tính cách và con người của chúng ta mà. Thế nhưng với Thiên Hồn thì khác, chỉ sinh mệnh thôi chưa đủ. Chúa Trời thổi hồn cho con người nhưng vòng xoay của thế giới gắn kết con người với nhau và tạo ra thứ được gọi là sinh mệnh. Sinh mệnh ấy là việc anh này giàu, còn chị kia thì nghèo. Cô nọ nổi tiếng, còn chú kia thì vô danh tiểu tốt. Nghiễm nhiên, con người hiếm khi biết hài lòng với bản thân và luôn muốn nhiều hơn nữa, muốn một cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy mới sinh ra thứ khao khát gọi là nắm giữ vận mệnh, để luôn là người thắng trong mọi cuộc chơi, có trong tay tiền tài danh vọng như ý muốn, hay nôm na thì không cần làm mà vẫn có ăn. Thiên Hồn được lấy bối cảnh tại Trung Quốc năm 2008. Xin nói trước, bạn đừng trông mong một án văn lãng mạn thường thấy ở văn học Pháp hay những chàng trai cô gái trẻ khao khát tự do, cá tính đặc biệt ở phương trời châu Âu. Vì trước hết, văn phong của cuốn sách không phải là lời lẽ hiện đại, mặc dù các nhân vật đều đã sống ở đời hiện đại rồi, mà sẽ là lời nói chuyện khách sáo, cả nể, nguồn từ đậm màu sắc Trung Quốc. Mệnh do trời định, vận do ta sinh. Nếu một ngày có người tới cạnh bạn và nói, trên đời này tồn tại cuốn sách thần kỳ có thể giúp bạn nắm giữ vận mệnh trong tay, liệu bạn có tin không? Nghe quả thực hoang đường, nhưng gượng đã. Hãy nghe về công dụng của nó mà xem. Dù hoang đường, nhưng nếu thế giới tồn tại thứ huyền diệu thực sự, có thể bạn cũng muốn sở hữu những cuốn sách này. Đó là một cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Khả năng điều khiển vận mệnh sẽ giúp bạn luôn thắng trong mọi cuộc chơi,
Tiền bạc sẽ tự động nằm yên trong túi bạn mà không cần phải nhọc công bán sức mình. Danh vọng, nếu bạn muốn, cũng chỉ cần một nốt nhạc là sẽ tới. Thậm chí gió mưa là chuyện của trời, nhưng với chủ nhân của cuốn sách này, chuyện của trời ấy vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ngay từ những trang đầu, mình đã va phải một bầu không khí hết sức ma mị. Và hết chương đầu tiên, mình đã tò mò tới mức muốn ngấu nghiến cuốn sách này ngay lập tức. Dẫu biết cuốn sách này là hoang đường và ảo diệu thật đấy, nhưng cách kể chuyện thoát ẩn, thoát hiện của Cao Minh thật biết kích thích độc giả. Sẽ chẳng có ai nói cho bạn biết cuốn sách này tài giỏi tới mức nào. Những gì bạn có chỉ là một mớ thông tin vụn vặt không được kiểm chứng rải rác khắp các chương của cuốn sách, từ những nguồn tin khác nhau, và thậm chí có những thông tin có thể sai lệch và mâu thuẫn hoàn toàn. Thiên hồn như một bức tranh có cả nghìn mảnh ghép vậy. Để đi tới những mảnh ghép cuối cùng, bạn phải bắt đầu từ những mảnh ghép nhỏ nhất. Chỉ một sai sót hoặc nhầm lẫn nhỏ thôi cũng có thể khiến bạn phải đi lại cả một chặng đường dài. Nếu như một vài trang đầu của cuốn sách thanh bình và điềm tĩnh như khúc dạo đầu của một bản ballad, càng về sau, người nghệ sĩ lại càng dồn dập và mãnh liệt hơn. Khi ấy, Thiên Hồn không đơn giản chỉ là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng nữa, nó là sự hòa quyện của dòng sách trinh thám giật gân và thể loại kinh dị huyền bí. Sẽ có những đoạn bạn phải thét lên khi tưởng tượng ra cảnh chém giết điên cuồng, có những lúc bạn tưởng như con tim nhảy ra khỏi lồng ngực khi bị những kẻ rượt đuổi gần như chạm tới con mồi. Ở Thiên Hồn có dao găm, có chiếc nỏ dừng sẵn cung tên chỉ trực chờ được bắn, và có cả những bàn tay ngứa máu. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại tại đó, vì chỉ cần một tia chớp xé toạc màn đêm thôi, xung quanh bạn còn xuất hiện cả đống xác sống, đám xác sống gần như thối rữa với những con mắt như hố sâu trống rỗng. Có lẽ cả mình muốn chiều lòng tác giả, vì dường như nhân vật đã trải qua đủ khổ ải rồi. Ông chỉ dừng lại với những chiếc xác sống vô hồn và cũng không tấn công hay ăn thịt người khác. Vì thế, người chết thực sự không đáng sợ. Thay vào đó, những kẻ với con người đen láy kia, những người còn sống, rượt đuổi khắp hoang đảo mới thực sự đáng sợ. Bước vào cuộc thảm sát, mỗi người dường như trở thành con quỷ thực thụ. Khi bí mật về cuốn sách Khải Huyền Hắc Ám được tiết lộ, đứng trước lòng tham về hư vinh, vật chất và cả cơ hội được sở hữu những sức mạnh tối cao, lúc đó bản chất đen tối nhất của con người mới thực sự xuất hiện. Hóa ra ai cũng có những tham vọng và góc khuất riêng, để rồi khi nghe tới cuốn sách có thể thay đổi vận mệnh của bản thân, họ chấp mê bất ngộ mà lao vào cuộc truy tìm ráo riết. Người thì ôm hy vọng làm lại cuộc đời, người thì khát khao sửa đổi sai lầm trong quá khứ, người thì vì lòng tham mà bất chấp tất cả. Sau cùng, họ chẳng khác nào đang tái hiện một xã hội thu nhỏ với đủ tầng lớp, từ người già đến trẻ, từ kẻ làm nền hay bị chúa bỏ rơi, lãng quên, cho tới người tài đức, trọng vọng. Sâu thẳm trong mỗi con người ấy đều tồn tại một con quỷ chưa thức giấc. Chỉ khi bị đặt vào tình thế hiểm nghèo thì chúng mới thức tỉnh và bắt đầu kiểm soát phần người của vật chủ. Thậm chí, đến cả tác giả Cao Minh cũng là một con người nguy hiểm vì những cú plot twist mà mình tin rằng ngoài tác giả ra, không ai có thể đoán được sự thật. Kẻ tưởng như hèn nhát và vô hại nhất lại là kẻ có dã tâm lớn nhất, đáng ghê tởm nhất, kẻ mà ai cũng xa lánh và hoài nghi, cuối cùng lại là người có trái tim lương thiện. Kẻ vô danh tiểu tốt, những tưởng sinh ra chỉ để làm nền, lại chẳng hề tầm thường như ta nghĩ. Nhưng tất cả cuối cùng cũng đều không thoát khỏi chữ vận mệnh. Mình chỉ mất 3 ngày để ngấu nghiến hết hơn 300 trang của cuốn sách Thiên Hồn, nhưng phải đến gấp đôi thời gian ấy, mình vẫn chưa loại bỏ được dư vị của cuốn sách. Thiên Hồn không chỉ đơn giản là một cuốn tiểu thuyết đọc xong rồi gấp đi bỏ đấy, mà nó như một giấc mộng chân thực, xoáy sâu vào tâm can bạn với mọi nỗi sợ và tham vọng. Nếu bạn là tín đồ của dòng sách trinh thám kinh dị, thì Thiên Hồn có lẽ sớm trở thành chân ái của bạn thôi. Còn nếu bạn chưa từng thử qua thể loại này thì cũng đừng lưỡng lự, vì dù kinh dị và ám ảnh, nhưng Thiên Hồn vẫn là một giấc mộng đáng thử trong đời.